Cô đừng diễn những tính đồ đó nữa. Hát bài á, nó lụy vào thân đó nha. Mà phải nói là cô hát mấy cái tuồng đó hay quá trời hay luôn nè. Cỡ thầy thông thầy ký như tôi nè, mà còn lén lén lấy khăn mùi xoa chậm nước mắt nữa nè. Vậy mà có người chửi cô à? Họ chửi sao? Đồ xuống ca vô loại à? Đồ cải lương à? Ai mà ngu quá à? Cải lương mà kêu đồ này đồ nọ. Người Pháp mà còn mê cải lương nữa à? Nói chi người Việt mình phải không? Phải không? Nhưng mà cô Cầm Thanh ơi, cô biết là tôi mê cô có diễn cái vai gì chứ không? Cô diễn cái vai công chúa Huyền Trân á. Trời ơi nó hay quá trời hay luôn vậy à. À công chúa Huyền Trân nè. Trời ơi hay thì hay luôn á. Mà tôi thuộc hết nguyên tồn luôn á nha. Bây giờ cô hát. Cô hát sao tôi hát y vậy á. Tôi hát thử coi cô giống cô nha. Cũng biết đứa là hát hết. Cũng biết đứa là hát. Tôi hát cô coi nha. Khắp chung ơi mai đây đời chia hai lối, có gặp nhau chẳng chỉ trong giấc khê vàng. Tiếp dòng mà tay xin chờ đợi tình nà chàng. Và xin cha đừng quá sò bi bi, mà trong tròn bổn phận dưới nước non. Quyền trơ. Ủa? Nó mất tiêu rồi. Nó mất tiêu quyền trơ của tôi rồi. Ai lấy quyền trân của tôi, trả lại đây cho tôi. Có lấy quyền trân không? Hả? À, có lấy quyền trân của tôi không? Trời ơi, dấu đâu mất rồi. Quyền trân đâu, dấu đâu mất rồi. Trả lại đây cho tôi. Tôi biết mà, mấy người sẽ gạt tôi. Giả bộ Cầm Thanh để mà cho tôi ăn lo. Đồ bắt nàng đi đâu mất rồi. Trả lại đây cho tôi. Để là ngạc tôi thôi mà. Tôi biết, mấy người đừng có sẽ gạt tôi. Trả lại đây Cầm Thanh ơi. Có thấy Cầm Thanh tôi đâu không? Có thấy không? Ở dưới có dấu Cầm Thanh. Hát kìa. Hát kìa. Hay quá. Hỏi vào một tương sĩ Trương Đại Kiều ở thứ tư ta Bích Thân Phạt Sở. Trời đất quyền lời trước thương ma, xin nhận xét cho tâm này từ vẫn đứng trời cao. Từ cho người chính nhân duy thân cho năm nào sau hoàn tác trung thân lời bồ sô. Trời đất phù an dần hồng quang tươi sáng. Gió từng cơn mong ba sẽ còn đời chi nhân hùng ba tam hề lui chứ đời chúng tôi thi ca nơi trường xa cờ theo gió bay phương kia vẫn với hoài hùng đây hồn đây non sông dung dàng trong tấm cờ bay chưa kinh đi từ lửa biên thủy khi còn hùng binh. Trung ba em, theo gió ngàn xa đi qua. Trăm năm sân khấu vẫn mãi lưu truyền. Đang mừng tên tuổi ông hoàng vũ linh, ngần ngại khúc
chắc có lẽ là giờ này là anh Ngân Tuấn không còn hơi nữa để mà giới thiệu cho tiết mục kế tiếp. Quý vị ơi, quý vị biết đó là một cái người em mà luôn cũng đã âm thầm theo dõi bước hoạt động nghệ thuật của anh nghệ sĩ Ngân Tuấn. Rõ ràng là một mình anh mà đóng rất là nhiều vai. Nếu mà bây giờ kể hết từ những cái vai diễn thì kể chắc cả tháng cũng chưa có hết. Nhưng mà với cái không khí ngày hôm nay thì anh cũng đã làm tròn một cái vai diễn, một cái vai diễn để kể lại những cái kỷ niệm của anh đối với lại người cha quá cố của Luân, đó là nghệ sĩ Tô Vũ Linh. Dạ, Ngân Tuấn xin nói với tất cả quý vị khán giả Ngân Tuấn mến. Ngân Tuấn vừa diễn những vai ấn tượng của Nam Vũ Linh mà rất nhiều vai, nhưng mà tất cả kết lại là nãy giờ Ngân Tuấn diễn 12 vai của anh Tuấn nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Em tưởng đó là hai chục vai chứ em mà em đếm không hết. Mà quý vị biết không, đó là một cái lòng tấm lòng yêu nghề của một nghệ sĩ chân chính, giống như anh Ngân Tuấn đứng trên sân khấu ngày hôm nay là anh hát hết mình, anh lao động nghệ thuật hết mình để cống hiến cho tất cả quý vị một điều cải lương nói chung và những người yêu mến nghệ sĩ của Tú Vũ Linh nói riêng. Và cảm ơn anh rất nhiều để em thay mặt anh làm MC chút xíu. Cảm ơn em. Em cứu bồ anh nha. Anh vào trong nghỉ đi. Quý vị ơi, luôn thấy là có sự hiện diện của nghệ sĩ Trọng Nghĩa, rồi cặp đôi hài hước Linh Tí Tội Nghiệp và Trâm Keo Kiệt cũng đã có xuất hiện trong cái buổi văn nghệ ngày hôm nay. Nhưng luôn xin mạn phép giới thiệu một nhân vật không thể thiếu, một nhân vật mà nhắc tới thì cộng đồng mạng ai cũng biết hết, bởi vì chị là một người đứng ra nói một cái tiếng nói rất là chuẩn và phân tích ở cái câu chuyện của gia đình ba Linh rất là chuẩn, để đưa đến những người xem từ tập để cho mọi người hiểu được cái cốt truyện của gia đình ở đâu là sai và ở đâu là đúng, và phân tích rất là kỹ. Và Luân cũng là cái người theo dõi cái kênh của chị, và Luân cũng nghe rất là nhiều người khen, đó là quý vị biết Luân nói ai không ạ? Trời đất ơi, nổi tiếng còn hơn nghệ sĩ nữa. Vâng, ca sĩ tạm thời Mi Xuân. Tạm thời làm ca sĩ thôi, hát xong rồi chỉ trở về cái kênh Mi Xuân TV của chị. Rồi hát cái gì giới thiệu đi người đẹp. Dạ hôm nay thì Mi Xuân rất là vui, tại vì cũng rất là may mắn là cứ tưởng tượng như là lên đây nó rất là nắng, nhưng mà thật ra là lên đây cũng có che mát rồi cây cũng rất là nhiều, cho nên là Mi Xuân rất là khỏe. Xin hát tặng tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây một cái bài ca nãy giờ thì cải lương rồi. Mi Xuân thì không có biết hát cải lương quý vị ơi, Mi Xuân chỉ biết hát nhạc thôi, cho nên là bây giờ Mi Xuân sẽ tặng tất cả mọi người có mặt ở đây với lại qua khán giả màn hình nhỏ một bài ca mang tên bài ca Tết cho em. Dạ, cho em nhờ màn hình. Thấy Mi Xuân là thấy mùa xuân rồi. Mặc nguyên một cái màu vàng y như là cây mai vậy đó quý vị. Em chuẩn bị em soạn, ta nói hả, đầm đồ quá trời. Cái sáng sớm hỏi ông xã anh ơi em mặc cái gì được, cái ông nói thôi em mặc cái này đi cho ông nổi để anh nhìn thấy em. Dạ. Dạ cô ơi, cô để cho chị lựa bài đi cô. Rồi. Nhưng là Mi Xuân là có cái khả năng là nói chuyện 3 tiếng đồng hồ nha quý vị. Con rồng 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 r